Hello, xin chào cả nhà. Đã từng lễ này em không có quay mấy con trâu của em cho cả nhà xem. Hôm nay thì em quay cho cả nhà xem nha. Cả nhà xem video, cả nhà nhớ ủng hộ dùm em. Cả nhà xem video trên 5 phút rồi hả like, rồi bình luận, rồi hả đăng ký kênh ủng hộ em nha. Tại vì kênh của em nó sắp đạt mốc 400 giờ rồi đó. 36 giờ rồi, chỉ còn 400 giờ nữa thôi là em đã đạt mốc rồi. Cho nên mọi người xem video thì nhớ xem hết video dùm cho em. Mới vừa cắt lịch bệnh xong mà thấy ghê luôn cả nhà, đúng bệnh cho mình luôn á, tay chân rung bủng bủng hết trơn. Ở đây tối ngày này, giờ này chiều nha, giờ này 6 giờ rồi đó. Tại chiều em đi chơi với mấy bạn em tới 2 giờ mới về, bữa nay xuống đồng trễ cho nên cắt lịch bệnh nó hơi lâu, nhưng mà cắt 6 bó. Châu em đang ăn đó. Còn ở đây là chạy của em nè, đá gào hàng gào lên nha cả nhà, rất là rộng rãi luôn nha. Đó, đó là cái mô hình nuôi trâu sinh sản nhà của em. Thì hiện tại giờ đang trồng cỏ lại nha cả nhà. Cỏ thì bữa hổm ban ra thì nó cũng chết hết rồi. Mùa này thì cỏ nó hơi hiếm nha, cho nên cắt lịch bệnh cho trâu nó ăn đỡ. Đó, em mệt mà tay chân của em nó rung, cầm cái điện thoại em rung luôn cả nhà. 6 giờ rồi, 5 giờ mấy, gần 6 giờ rồi. Vừa mệt mà vừa đói bụng nữa. Nói chung thì mô hình trâu sinh sản thì nó cũng dễ lắm cả nhà ơi. Nó thả theo mùa, mùa có cỏ thì nó mập, còn mùa không có cỏ thì nó hơi ốm. Thì nó ăn gom với ăn lạc bình. Mấy con trâu này nó chuẩn bị cắm chữa hết rồi nha cả nhà. Đây là lạc bình nè cả nhà, lạc bình mà mình cắt á, chỗ mình cắt á. Thì ở đây là nói chung là lạc bình rất là nhiều luôn nha. Còn xung quanh ở bên đây là lúa, ở bên đây là lúa, hiện giờ là nó đã cũng được nửa tháng rồi. Thì ở chỗ này là người ta xịt cỏ hết rồi nha cả nhà, cỏ nó bị héo, nó chết hết trơn rồi, không có cỏ nữa. Tầm khoảng một tháng rưỡi nữa, cỡ tháng giêng qua tết á thì mới có cỏ lại, thì bắt đầu em mới đi thả ở đây, rồi em sẽ quay những cái con trâu của em cho cả nhà xem. Còn ở xa xa kia kia là mặt trời nha cả nhà, hoàng hôn nha, đứng ở đây ngắm hoàng hôn là hết sảy luôn nha cả nhà. Bầu trời rất là đẹp luôn nha. Thì hiện giờ là đã 5 giờ mấy, gần 6 giờ rồi đó, mà em chỉ chưa có về nữa. Em chuẩn bị về, gắn quay cái clip này xong rồi bắt đầu em sẽ về. Tại bữa nay đi chơi với mấy bạn nè, không đi thì cũng kỳ, nhưng mà đi rồi thì trâu nó đói, nhưng mà cũng phải đi thôi. Tại vì trâu bò của mình nuôi thì mình phải có trách nhiệm, nuôi thì phải cắt cỏ cho tụi nó ăn này. Em mệt mà tay chân rung hết trơn cả nhà, tay chân rung mà cầm cái điện thoại mà nó cà giật luôn á, nó mệt á, vừa mệt mà vừa buồn nữa. Đó, cái mô hình nuôi trâu sinh sản mà lấy ngé cả nhà thì nói chung thì nó cũng rất là dễ nuôi. Con trâu nuôi sinh sản, nuôi lấy ngé, tới cái mùa mà cỏ nó nhiều á thì chúng ta đi thả hoặc là đi cầm ở những cái khu đất ở vùng biên giới cả nhà. Đó, thì trước khi mà đi cầm trâu ở vùng biên giới thì chúng ta đem những cái cây bạch đằng, đem cây bạch đằng với mà mùng mùng mền
rồi đào lỗ rồi cắm lên rồi làm trại, rồi lấy chiếc xe trâu đó các bạn, rồi bắt đầu che mũ lên cái phần của chiếc xe trâu đó, rồi bắt đầu mình làm cái chỗ ngủ, chỗ ở, chỗ ăn. Thì nói chung cái cuộc sống mà đi cầm trâu á, đi sống buôn ba ở ngoài nó cũng đơn giản lắm cả nhà ơi. Thì có những anh em ở miền Bắc thì không có biết những cái cách mà của những anh em miền Tây đi cầm trâu ngủ bờ ngủ bụi như thế nào, rồi trông chừng trâu hay sao. Thật ra là đi chăn trâu ở xứ này xứ kia á thì nó sẽ có anh em, có nhiều anh em lắm. Những người nào mà có vợ có con á, thì người ta sẽ đi về, còn những cái người mà họ ngủ ở lỡ á thì sẽ bắt cái người đó coi giùm đó, thay phiên với nhau như hoài đó các bạn. Người này về thì người kia lên giữ, người kia lên về thì người này lên giữ, cứ như vậy mà giữ. Nói chung là cái cuộc sống chăn trâu buôn ba ở ngoài nó cũng đơn giản lắm cả nhà ơi. Đó, ở đây là những cái chỗ mà em thả nè, em thường hay thả nè, thả ở đây một điểm, với ở xa xa phía bên kia một điểm, thả tới 4 chỗ lần đó cả nhà. Mặt trời bữa nay là rất là đẹp luôn nha. Mọi người xem video, mọi người xem hết video giùm cho em nha, tại vì kênh của em là còn có mấy trăm giờ nữa thôi là đã đạt mốc rồi, cho nên cả nhà xem video đừng xem thì xem cho nó trên 5 phút hả út, chứ mà xem dưới 5 phút rồi út ra thì các bạn đăng ký kênh nó cũng sẽ bị mất hết thôi, chứ nó không có còn. Cho nên thì các bạn mà mới chơi các bạn chú ý dùm cái phần này. Đây là những cái cảnh ở đây đây. Này là người ta trồng vườn nha cả nhà. Cuộc sống ở dưới đây thì nó buồn lắm. Tầm khoảng ban đêm giờ này nè, 8 giờ 9 giờ là bắt đầu người ta đã đi ngủ hết rồi, chứ không có mà đi chơi. Tại vì đường ở đây nó vắng lắm cả nhà ơi. Đường vắng quá cho nên không có ai dám đi chơi hết đó. Giờ này là những cái con mò con gầy nó bay nhấp nè cả nhà thấy không? Nó mấy cái con nhỏ tia 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 đó, nó bay nhấp luôn đó. Còn những cái con chim đang bay là những cái con chim én đó. Các bạn thấy hoàng hôn đẹp ghê không? Hoàng hôn buổi chiều rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nói chung là cuộc sống chăn trâu rất là thú vị nha cả nhà. Cả tuần lễ nay em không có đăng những con trâu của em, bây giờ thì em đăng lên, tại vì do không có đi thả đó cho nên em cũng lười đăng lên quá, mình cũng làm biếng đăng lên. Hôm nay em đăng lên cho cả nhà xem. Đây là những phong cảnh ở miền quê mình nè cả nhà, rất là đẹp luôn. Đứng ngắm hoàng hôn là còn gì bằng. Trời rất là đẹp luôn nha cả nhà. Có những anh em mà nuôi trâu á mà họ không có vốn á, họ đi vay ngân hàng. Thì đi ra ngân hàng như vậy là nuôi nó cũng năm ăn năm thua lắm cả nhà ơi. Nhà em là nuôi trâu từ đó giờ cho nên thì cái gì nó cũng dễ hết, chỉ có một cái là bỏ tâm huyết ra mà cày thôi, kiên nhẫn chờ đợi thôi, không có gì mà khó khăn hết. Nói chung là nuôi trâu sinh sản thì chúng ta nuôi, chúng ta thả lan hoặc là chúng ta cho ăn gom, ăn lạc bình, nó rất là dễ, nó không có tốn kém gì hết đó cả nhà, mà nó đạt cái chất lượng cao nữa. Còn những anh em mà họ nuôi trâu vỗ béo á thì đa phần họ cho ăn cám, ăn bã bia, ăn đậu, rồi ăn thức ăn tổng hợp với mà cắm heo đó, cắm lợn đó cả nhà, rồi cỏ voi,
Cỗi voi thì họ chỉ cho ăn tầm khoảng 10 kg đến 20 kg thôi à, không có cho ăn nhiều, mỗi một con là cho ăn như vậy đó. Còn ở miền Tây mình thì họ nuôi trâu toàn là nuôi sinh sản không à, cho nên họ không có mà tốn kém nhiều, chỉ việc là đi thả thôi, đi thả với mà kiếm cá kiếm cơm ăn 3 bữa thôi. Nói chung là cuộc sống rất là đơn giản cả nhà ơi. Còn đây là cái chỗ mà mình thả trâu của hổm nè cả nhà, bây giờ thì lúa nó mọc lên hết rồi nha. Ở chỗ đây là ở đường cao tốc nha cả nhà. Đây. Còn ở phía xa xa kia là cái núi Sam nha cả nhà. Đó. Cái đỉnh núi Sam huyền thoại đó cả nhà. Giờ này là chỉ có cốc ếch với nhái đó, cốc ếch nhái dế là nó kêu tè ra tát lét rồi đó cả nhà đó, cuộc sống đồng quê là nó như vậy đó cả nhà. Ban đêm mà chỉ có nghe những cái tiếng này thôi, còn giấc sáng thì nghe những cái tiếng mà người ta cút đất, tối đến thì nghe tiếng chuột nó kêu, mèo nó hú, chó nó sủa. Nói chung là cuộc sống ở đây rất là tối tối tăm các bạn, ban đêm là rất là sợ ma luôn á. Ai ai mà sợ ma, ai sợ những cái khu đất trống là sẽ không có sống được ở đây đâu. Thôi mình tạm ngưng video nha cả nhà, cả nhà xem video nhớ đi kêu và đăng ký kênh ủng hộ giùm em nha. Ok, mình tạm ngưng video, mình đi về tắm rửa ăn cơm.